Hello hello, anh Phương Mỹ Tà. Xin chào các anh chị các bạn, tôi Phương Tiến Hàng. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn phần luyện đọc bài Sinh Hoan Chân Bồ, tiêu khóa tiếng Hàn trung cao cấp. Thì các anh chị các bạn cùng tôi đồng hành học tới khóa hết khóa trung cao luôn nha, gồm có 15 bài. Thì bước vào phần luyện đọc, chúng ta sẽ đọc những cái bài ngắn, sau đó chúng ta trả lời câu hỏi. Tao memorin ít cố nay dùng co cách thường nhà là tông răng tao đếm nhé x hai ship số. Thì ở đây chúng ta sẽ đọc phần ghi chú sau: nếu trùng thì vui lòng đánh dấu dấu tròn, mà nếu khác thì đánh dấu x các chị các bạn. Rồi chúng ta sẽ đi vô bài yu chính sĩ. Yu chính sĩ à ca hưng xì kê so chân hoa gà quá nền đè ô nên 저녁 계속 시점 일단 시점 우리 집에 오겠네요 오겠대요. Anh ấy nói rằng là sao? Tôi nhận được một cuộc gọi từ anh Hưng cách đây không lâu, và anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đến nhà tôi vào khoảng 8 giờ tối ạ. Cho nhất anh ấy nói rằng là anh ấy sẽ đến nhà tôi vào khoảng 8 giờ tối. 그러니까 어디 나가지 말고, cho nên đừng vì vậy cho nên đừng có đi đâu hết nha. 기다려 달래요. Thì về đừng đâu hết mà hãy đợi tôi đi, đợi tôi nhé. Tan leo guitar tan leo chạm can ira to uridin kok mana ya han teo. Anh ấy nói rằng anh ấy phải gặp chúng tôi dù chỉ một giây lát thôi, đó là quan trọng, hay có chuyện rất quan trọng. Anh ấy nói rằng là anh ấy phải gặp chúng tôi, phải gặp chúng tôi kok mana ya, cho nên là đợi nó chút đi, chung chỉ trong một giây lát thôi, trong canh Irato á, dù chỉ một trong giây lát thôi. Chân man chung vô hành mình chê đây rồi. Đó đây là một cái vấn đề, anh đã nói là đây là một cái vấn đề thật sự cũng quan trọng ha. Mô sinh in in cài ó, mô sinh in in cài ó, hoặc là sự mô sinh in cài ó cực chân tê rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy, tôi cũng lo lắng ha. Cho tôi tên si cho nè cốc tôi đã ổn kèo ita bayo. Chắc chắn tôi sẽ về trước 8 giờ, hẹn gặp lại hè. Lát nữa gặp hè, hẹn gặp lại lát nữa gặp ita bayo, chút nữa gặp nha. Thì câu này là sơ nhân sơ dân sơ dân sĩ hà sơ dân sĩ hướng chỉ cao yêu chính sĩ kê cho nhất kê naka chi mạng cô kita rơ tan là cô hết quay rồi. Thì cái này mình chọn là đúng, các anh chị các bạn hãy kêu đợi đi cái đâu hết. Câu số 2 là sơ dân xin anh trường dụ hành mình chế độ tôi sẽ làm có ý ghi hắc cô shipper hành tà. Muốn nói chuyện với hai người vì có việc quan trọng giữa hai người. Thực chất này tổng cộng là ba người đúng không, cho nên là cái câu này là sai, các anh chị các bạn. Tổng cộng tới ba người là ở đây hương xì nè, yêu chính xì nè, và cuối cùng là sơ dần phun xì nên bút thờ xăm in tùng anh hắc sen qua áp bê sơ bơ bơ đúc xì chăng anh dân tê yò dân tê yò xem bét tê đi xa dòng hát tên trần cung chích quá giờ được kiểu chế rinh xa kê phan cờ yè yò kì lè kì đi gô môn cù liều tô xa kê xanh xu ít tê yò. 수진 씨도 한국 문화 교재가 필요하다고 같이 가 보세요. 보세요. 풍 씨도 같이 간 생각이 있으면 연락 주세요. Minh Trẻ. Thì đây mình một đoạn này là tiếp theo là gì? Phương, ông Phương ngày mai ông Phong ha, Phong ha, ông Phong ngày mai, từ ngày mai đến bữa thờ nè. Chúng tôi sẽ họp chợ chờ trước khu sinh viên trong 3 ngày ha. Sẽ họp chợ chờ trước không trước cái khuôn viên sinh viên ha, khu sinh viên trong 3 ngày nè. Cho nên là sân battery sao dòng hạt tên trên công qua giờ được kiểu chế đến xã kỳ phan cơ đề yo phan cơ đề yo. Đây là nơi mà đây là nơi sẽ bán những cái bán rẻ những cái giáo trình, ngoài là giáo trình và những sách chuyên môn mà được sự các khóa đăng anh trước sử dụng, các anh chị ha. Mình dịch chỗ này là gì ha?
Và bạn sao? Kirigo, Monku Ryoto, Monku Ryoto. Bạn có thể mua những cái vật phẩm văn phòng với giá rẻ ha. Tiếp theo, Sujin Shito cũng muốn mà Kyoche ka Firo Hatako Kachi ka Bo Che Yo. Sujin nói rằng cô ấy cần sách giáo khoa về khoa văn hóa dân của Hàn Quốc, vì vậy hãy cùng đi với cô ấy đi. Phong Shito Kachi Kan Sen Gak Y Ishimyan. Dân đất chú xe họ mua lòng liên lạc đây thì được ha. Các chị các bạn, mình thể làm tới đó. Hắc chơi sơ chung cô check in phản cô sao nên hẹn xa cá dành lên đà. Đây là sự kiện gì? Sự event mà được tổ chức ha, để bán và mua bán những cái sách cũ ở trường, các chị các bạn, bán và mua sách cũ được tổ chức tại trường ha. Tiếp theo là Sujin Shinen Hakkyo Byoruk Shichang ngày xưa. Byoruk là chờ chờ, các chị các bạn dịch là Byoruk Shichang ngày xưa check in san sen gak y ta. Định mua sách ở chợ trời của trường. Rồi thì qua đây mình sẽ trả lời đoạn nào cái đâu đúng là cái nào chị sai anh chị các bạn. Mình đoạn hai mình trả lời là tất cả hai câu đều vốn đúng đúng, ý định nó là giống hệt như vậy ha. Này nội dung mà trên này là sẽ giống hệt như vậy cho mình chọn là đúng các chị các bạn. Số hai Ranxi Chenan Bane hả Momo Etehesa Araba Talago hết sức chỉ yếu Mẹ Cúc In Hàn Quốc về sò Sam Ship In đi sang Isim Ramian dịch nên chắc anh chị các bạn đọc luôn chứ, quên không dịch thì đâu có được ha. Bây giờ mình bài đọc thì rất là dài ha, thì mình sẽ làm đọc mẫu và trả lời một số cái đoạn cho các anh chị các bạn thôi. Mình làm hết thì cái thời gian dài nó rất là dài, phần lời tôi nhường cho các anh chị các bạn ha. Mình đây là ở đây mình trả lời cái đó như thế nào các chị các bạn ha. Nếu người nước ngoài muốn ở lại Hàn Quốc 90 ngày thì sao? Hàn Quốc yên ý Hàn Quốc về sau xong cu ship in y sang y si rờ miên ít cúc khô sau khi gì sau khi nhập cảnh thì sao? Cu ship in anh chun ít cúc quản đi sang một số ấy sao về cúc in từng lúc chừng mình có ban cúp bắt tay và hành tề rồi người đó phải đăng ký sao? Nói rằng là nó phải đăng ký người nước ngoài từ cơ quan xuất nhập cảnh trong vòng 90 ngày sau khi nhập cảnh các bạn ha. Sau khi nhập cảnh mình phải làm điều đó và tuyên bố là gì? Tân đốc chứng minh bằng cấp bát tư rồi nha. Nếu để đăng ký để có thẻ đăng ký này thì sao? Hàn Quốc in tân đốc xin chân sở phải nộp tất cả giấy tờ cần thiết như là giấy đăng giấy chẳng hạn như đơn đăng ký người nước ngoài nè, vượt quên nè, hộ chiếu nè, chứng minh xã chinh là hình ảnh đính kèm là một tờ là có 3 x 4 nè, đúng không? Sushiro phí in man won 10.000 won chế độ cha bên phi độ và những và thứ hai là cái gì bản đăng ký sức khỏe nữa ha. Chế độ cha bên phi độ sưu tưng cụ bị sưu đến chun ít cúc quản lý sau một số na chun trang số ấy cho chun hà để mình tập hết tất cả xong để phía 10.000 won và cái giấy tờ cần thiết cho từng từng trạng của nơi cư trú và sau đó là mình nộp hè cái đề ố chú hô kỳ can ơn in nhân đi cả và cái thời gian gì thời gian hiệu lực là 1 năm đúng không? In nhân đi cả tơ ít sinh xà làm ơn in nhân này bắt tức gì dân trang ơn hà để và nếu bạn muốn ở đây lâu hơn nữa bạn phải gia hạn trong vòng 1 năm hay trong vòng 1 năm bạn phải đi gia hạn 1 lần nữa. Chẳng mua được cơ nà tơ cung cấm hành kệ ít xin qua chút xe ở nếu bạn không biết chắc chắn không biết nhưng một số điều gì đó mà ví dụ chẳng mua được cơ nà nếu bạn không biết rõ hay là cần phải thắc mắc nhiều hơn nữa thì vui lòng điện thoại hay các chị các bạn. Thì cái chi tiết của câu hỏi này sẽ bước sang bên đây, chúng ta sẽ có câu hỏi như sau. Bài này có 2 câu hỏi. Ikure te han ikure는 어떤 내용을 들어가 들어 있습니까? 맞지 않는 것은 고르십시오. Các chị các bạn, ở đây giấy tờ hồ sơ giấy tờ gì mà của mình phải có là mình phải đưa vô đây yêu tương đốc nè. Ừ
Đầu tiên tương đốc sinh chân đề sàng các anh chị các bạn ha. Còn mình đang làm bài 2 cái nào là không đúng nè, cái e là không đúng không, tương đốc sinh chân he chưa nên sao làm người mà đăng ký dùng là không có hàng, cái này là sai hoàn toàn. Tiếp theo mà in e từ đầu can mà lên mua simica mà mình thay giờ về cúc in tương đốc chân ban cúp đó này, về cúc in tương đốc chân ban cúp hàng nội dung mà đưa này, về cúc in tương đốc chân ban cúp tương đốc chân về cúc in tương đốc chân ban cúp nội dung này trên anh b, trên anh bên e đó, về cúc in tương đốc chân e tại hè ở đó ba tan là cô hết sức chị ô đó cái câu hỏi này láng si lan lần trước có kêu cho biết về việc đăng ký cái giấy đăng ký người nước ngoài đúng không, giấy đăng ký là hay đăng ký người nước ngoài đó như thế nào thì đó có hỏi đúng không. Bây giờ mình chỉ cho bạn như thế này thế này thế này, đó là các bước bên dưới đúng không các chị các bạn, cho nên là cái này là đúng ha, câu này mình trả lời luôn rồi. Để tiếp theo mình sẽ đọc đoạn hội thoại này các anh chị các bạn. Chiêu anh sĩ hả, chiêu anh sĩ chẳng chi nè cô ít xéo chiêu anh sĩ cả đâu Hàn Quốc ở đâu tôi là căn chỉ nên phan kể vấn y chỉ năn đề chỉ năn nèo yêu kỳ bị thân âm ơn bận sơ thơ bút sở yếu Hàn Quốc ơn ở tế yếu Hàn Quốc học sinh hoài lớn chế mi nà yếu Arubaitu to hako isayo Yoki chingu turun Chiwon shika mani Woko shippe shippeyo Chingu turi Vietnam e sơ buta Hankuk shengwari Da jimi itneyo Inyeyo To Ikos e sơ kachi kongbu hatan chingu turi Woko shippchi anneyo Kurigo Vietnam e run mani Ichabori chinen Anatneyo là hỏi đó. Họ có quên không? Anh nói nếu đã quên hết toàn bộ tiếng Việt hả? Ví dụ ha, xã sinh đình nghe yo này là nhà cô heo đó, xã sinh đình chôn số sức kỳ hana isayo mà man xì gà y bên giờ đêm bụt thơ han hắc kỳ tổng an han quốc về công bố hà rò các kỳ đô hết tèo khứ đi gồ han quốc về cảm nhận chỉ muốn xì rin trẻ yên mần cho mạn năn cờ đề yo đi đến Hàn Quốc thì bảo đảm gặp bạn liền đó, chỉ muốn liền á khi đâu chơi kê tô các chị Hàn Quốc e cả trẻ yo và cũng cùng nhau đi và cùng rủ tôi đi đến Hàn Quốc luôn cờ đề sơ cho tôi arubaitu to to nên trong tờ mua sơ giờ đam mê Hàn Quốc e giờ hiện người can xem các y e yo cờ đề nica biết thế nào mày sơ các chị công bố hào gồ các chị non tên cờ chơm 우리 여름에 만나서 신나게 논고 이야기도 많이 해요. 그럼 다음에 또 메인 보낼게요. 잘 지내요. 지원 씨, 한국 휴대폰 전화번호 좀 가르쳐 주세요. 아, đây là một cái đoạn cũng dễ ha, những từ vựng trong đây mình thấy rất là dễ nè. Các bạn có thể dịch ha, tôi này để cho các bạn dịch ha. 또한 씨가 메인 보낸 이유는 무엇입니까? Bây giờ nào mình nói xin tưng xong anh chẳng bố anh lời chung rửa gố có ý định là cho biết tin tức những cuộc sống sinh hoạt ngày và thời tiết của Việt Nam chi quân ca chế email Hàn Quốc ở Việt Nam công bố đến Hàn Quốc ít sơ về học tiếng Việt và tiếng Hàn bằng cách và gửi email vừa qua lại giữa chi quân đúng không, phải không, chi ngô tin số xích qua từ anh Hàn Quốc về sở mà anh số ít sơ mến anh lời chung rửa gố ha. Bật báo tin tức có thể gặp nhau ở Hàn Quốc hay gặp tướng ở Hàn Quốc thông tin và tin tức của các người bạn thì mình chọn câu nào là các anh chị các bạn mình thấy là cuối cùng là ba C ba một C là đúng nhất các anh chị đó, còn hai câu này là sai Rồi chúng ta tiếp theo we can earn này dùng qua tạo nên cơ sinh của recipe nội dung khác là dùng gì chưa nói bên sau mình sơ công bố hết sở là đúng các chị bạn đúng không, đúng như vậy toán nên toán nên giờ đam mê hàng quốc đô du hát cần ca được cô hắn tà giờ đam mê tìm hè có đúng không nghe tuần đầu
À, cô ơi, chị ngang canh ngồi ở đây mình sẽ có là Phan Tuấn không nè. John bộ thân kỳ công anh hàng cô ơi, cũng hóa đó hát chạy vào khi đi gồ là nên cách chỉ công bố hạt tình chính của có sự tình cái đấy ở bên nào mà rính mà này ít cho bờ đình chín anh nát nhẹ vào á à cái đi con có cảm nhận chịu anh chị rính chị mình cho mình ăn thế họ hên nè ồ à, Minh Si hả Minh Si mà anh Si mà anh chứ không phải là Tuấn cho nên là câu này cũng là sai các anh chị các bạn, câu này hoàn toàn sai mạnh chứ không phải Tuấn cho nên là mình chọn câu câu B các anh chị các bạn ha. Rồi tiếp theo là phần nghe ở phần đọc tiếp theo ở đây mình sẽ đọc một cái bài này các bạn về mạnh ha mạnh ha mạnh á à, trả lời mạnh Si với câu bên kia qua là giống hệt vậy ha rồi xong đó mình cũng trả lời ở chỗ này à giống hệt vậy thôi mình đi tìm một la mình hoặc là mình tìm từ đây mình đi ngược lại đây có gì qua các chị bạn các chị các anh bạn các chị các anh chị và các bạn mình hãy tìm câu hỏi xong mình quay ngược lên bài mình tìm những điểm chính và những cái mấu chốt và những cái mà điểm ý gợi ý là mình có thể trả lời câu hỏi được thì đó là một cái chiều để mình đi thi nha các chị các bạn được. Luôn luôn là như vậy nếu mình đọc bài xong mình tìm câu không trả lời thì bảo đảm không có đủ thời gian à và trong đó mình khi quá trình mình đọc xong mình thấy thắc mắc những từ mới cuối cùng mình không giải quyết được luôn thì bí quyết là mình nó chia nhiều đoạn ra à, nếu mà hai đoạn này xong câu hỏi nó theo thứ tự từ trên xuống mình trả lời câu đoạn nào mình đi mình chiếu nó qua câu đoạn đó mình đi tìm điểm những từ vựng liên quan liên đới à, bây giờ mình ở đây từ man si nữa là đâu nè à, ở đây mình nói là à, man si thì sao nè công hen chi quên si nè đó là mình phải tìm những từ này thì mình mới trả lời được ví dụ như đây ha đó ví dụ ha thì mình mới tìm mình trả lời được ha thì đó là câu chuyện ha thì tôi muốn nói là đó là cách luyện để cho mọi người có thể tiếp tục đọc bài này và trả lời câu hỏi này thì tôi dành lại cái phần này cho các dịu các bạn ha rồi bước qua phần luyện viết à, chúng ta có phần luyện viết thì cũng à, khá hay thì tôi muốn là sẽ làm ở video tiếp theo cảm ơn các anh chị các bạn đã theo dõi video này ạ.